1000 ngày đầu đời của trẻ là giai đoạn vàng giúp trẻ phát triển toàn diện trong tương lai. Vậy phương pháp chăm sóc 1000 ngày đầu đời của trẻ như thế nào? Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đông Bảo Châu, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với lại quý vị một chủ đề, đó là dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời, nền tảng cho sự phát triển não bộ và học tập của trẻ. Khái niệm 1000 ngày đầu đời được tính từ khi trứng được thụ thai cho đến lúc trẻ được tròn 2 tuổi. Đây là thời kỳ hình thành thai nhi, cũng là thời kỳ cơ thể trẻ em tăng trưởng và phát triển rất nhanh. 1000 ngày đầu đời là giai đoạn cửa sổ, cơ hội quan trọng đối với trẻ, có thể quyết định tương lai thành công hay khó khăn của chúng. Dinh dưỡng đúng và đủ trong giai đoạn này không những bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, mà còn giúp trẻ phát triển tốt về thể chất, trí tuệ, tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe và hạnh phúc trong tương lai. Sự phát triển của mỗi cá nhân được xác định không chỉ bởi yếu tố di truyền, mà còn thông qua một sự tương tác phức tạp giữa kiểu gen và môi trường bên ngoài. Ước tính có đến khoảng 20% sức khỏe cả đời người có thể được giải thích do gen di truyền. Điều này có nghĩa là 80% nguy cơ bệnh ở phần sau của cuộc đời là do môi trường, bao gồm những yếu tố dinh dưỡng, vận động, thuốc, nhiệt độ, sang chấn tâm lý, nhiễm khuẩn và những yếu tố liên quan đến ngoại di truyền. Mặc dù 1000 ngày đầu đời của trẻ, khoảng thời gian này chiếm 4 trong 6 thời kỳ phát triển của trẻ, trong 1000 ngày này, não bộ của trẻ phát triển nhanh chóng và chiếm khoảng 80% khối lượng não bộ của người trưởng thành. Dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý trong 1000 ngày đầu đời là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển não bộ tối ưu. Sữa mẹ cung cấp các dưỡng chất thiết yếu và các yếu tố miễn dịch giúp bảo vệ phát triển não bộ. Sự tương tác giữa trẻ và người chăm sóc thông qua việc ôm ấp, nói chuyện, chơi đùa giúp kích thích sự phát triển của các liên kết thần kinh và kỹ năng xã hội. Giấc ngủ đủ và chất lượng là cần thiết cho sự phát triển não bộ. Trong khi ngủ, não bộ của trẻ tiến hành các quá trình củng cố trí nhớ và phát triển kỹ năng mới. 4 giai đoạn phát triển của trẻ trong 1000 ngày đầu tiên là thời kỳ phát triển trong tử cung, được tính từ khi trứng được thụ tinh cho đến khi đứa trẻ chào đời. Giai đoạn này chiếm khoảng 270 ngày. Thời kỳ này được chia làm 2 thời kỳ nhỏ, đó là thời kỳ phôi thai và thời kỳ thai nhi. Thời kỳ phôi thai gồm 8 tuần đầu là thời kỳ hình thành các cơ quan bộ phận của thai nhi. Thời kỳ thai nhi gồm 7 tháng còn lại là thời kỳ lớn lên và phát triển của thai nhi ở trong bụng mẹ. Trong thời kỳ mang thai, sức khỏe và thói quen ăn uống của người mẹ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ trong tương lai. Nếu người mẹ không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ hoặc dinh dưỡng quá mức, sẽ khiến cho suy dinh dưỡng thai nhi hoặc thai nhi tăng cân quá mức. Cả hai kết cục này đều có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng lâu dài cho trẻ. Giai đoạn thứ hai, hay còn gọi là thời kỳ sơ sinh, là giai đoạn 30 ngày đầu đời của trẻ, là một giai đoạn quan trọng trong 6 giai đoạn phát triển của trẻ em. Đây là thời kỳ đánh dấu những bước khởi đầu quan trọng trong cuộc sống của trẻ, bao gồm sự thích nghi với môi trường bên ngoài bụng mẹ và những thay đổi lớn về thể chất và sinh lý. Dinh dưỡng bằng sữa mẹ và các trải nghiệm trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ trong những năm tiếp theo. Giai đoạn thứ ba, hay còn gọi là thời kỳ bú mẹ. Từ lúc kết thúc thời kỳ sơ sinh đến tròn 6 tháng tuổi, sữa mẹ cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những tháng đầu đời, bao gồm protein, lipid, carbohydrate, vitamin và những khoáng chất. Sữa mẹ chứa các kháng thể giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nhiễm trùng, tăng cường hệ miễn dịch và được coi là nguồn dinh dưỡng tối ưu nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp đảm bảo sự phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện. Sữa mẹ giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tật, bao gồm cả bệnh dị ứng, hen suyễn và các bệnh mãn tính khác. Việc cho trẻ bú mẹ là cơ hội để mẹ và con kết nối, giúp trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương. Bú mẹ không chỉ tốt cho sức khỏe của trẻ, mà còn tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng sữa công thức. Giai đoạn 4, hay còn gọi là thời kỳ răng sữa. Từ lúc trẻ tròn 6 tháng tuổi đến hết 1000 ngày đầu đời của trẻ, từ 6 tháng để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho sự tăng trưởng và phát triển,
trẻ nên nhận được các thực phẩm dinh dưỡng bổ sung từ việc ăn dặm đầy đủ và an toàn trong khi vẫn tiếp tục được bú mẹ đến 2 tuổi hoặc hơn. Thức ăn dặm cho trẻ cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với ít nhất 5 trong 8 nhóm thức ăn, bắt buộc phải có nhóm chất béo, chế biến phải hợp vệ sinh. Bà mẹ có thể chế biến bột ăn dặm cho trẻ tại nhà bằng nguồn thức ăn sẵn có hay sử dụng bột ngũ cốc chế biến sẵn được bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất sắt, nhằm giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Trong 1.000 ngày đầu đời, trẻ phải thay đổi rất nhiều để thích nghi với cuộc sống bên ngoài tử cung. Trẻ tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ và từ thức ăn bổ sung. Tuy nhiên, các cơ quan trong cơ thể trẻ chưa hoàn chỉnh. Trẻ rất dễ bị tổn thương từ các yếu tố môi trường. Trong đó, dinh dưỡng là yếu tố môi trường quan trọng nhất ảnh hưởng tới cuộc sống của trẻ trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời và sau này. Dinh dưỡng hợp lý trong giai đoạn này tạo nên nền tảng cho sự phát triển trí não, tăng cường miễn dịch và phát triển khỏe mạnh dài lâu trong suốt cuộc đời. Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em cho thấy trẻ cần sự hỗ trợ của 3 yếu tố cơ bản để phát triển: dinh dưỡng thích hợp, sự tương tác ổn định của người chăm sóc trẻ và môi trường chăm sóc nuôi dưỡng an toàn. Khi thiếu một hoặc hơn trong 3 yếu tố trên, sự phát triển về thể chất, xã hội, tình cảm và nhận thức của trẻ trở nên xáo trộn, dẫn tới mất đi các cơ hội mà mỗi trẻ sinh ra có quyền được hưởng. Thiếu dinh dưỡng hay mất cân bằng về dinh dưỡng cả về chất lượng và số lượng có thể gây ra những tác động tiêu cực sâu sắc đối với sự phát triển lâu dài về sau của trẻ. Do đó, nguy cơ mắc các bệnh mạng tính không lây trong cuộc sống sau này như là hen suyễn, như là béo phì, như là bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch, hậu quả lâu dài không chỉ với bản thân trẻ mà còn cho cả gia đình, cho cộng đồng. Về mặt xã hội, dinh dưỡng không đúng sẽ tạo ra một lực lượng lao động kém cạnh tranh, chi phí cho chăm sóc sức khỏe cao hơn, bất bình đẳng về cơ hội nghề nghiệp. Hành động để cải thiện dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu tiên là rất quan trọng để giúp trẻ đạt được tiềm năng phát triển đầy đủ và đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chủ đề dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu tiên, nền tảng cho sự phát triển não bộ và học tập của trẻ. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở các chủ đề lần sau.